Ông Trump tố cáo bà Harris sử dụng AI để ngụy tạo đám đông. Sự trái ngược trong thông điệp tranh cử của ông Trump và bà Harris. Hình ảnh Nga dựng tuyến phòng thủ mới ở Kursk. Ông Putin họp nóng về tình hình vùng Kursk tuyên bố sẽ đáp trả thích đáng. Ukraine tấn công Nga, bước tiếp theo là gì? Ông Trump cáo buộc bà Harris sử dụng AI ngụy tạo đám đông trong các buổi vận động tranh cử. Cụ thể, ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 11 tháng 8 cho biết chẳng ai ở gần máy bay, nhưng bà ấy đã sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra hình ảnh đám đông. Họ không hề tồn tại. Cáo buộc trên được cựu Tổng thống đưa ra khi chiến dịch tranh cử của bà Harris đang nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt. Chiến dịch tranh cử của bà Harris sau đó chia sẻ ảnh chụp màn hình bài đăng của ông Trump để phản bác. Bà Harris khẳng định, trước hết đây là hình ảnh thực tế đám đông 15.000 người tại buổi vận động của Phó Tổng thống Harris và Thống đốc Minnesota Tim Van. Việc thứ hai là ông Trump vẫn chưa vận động tranh cử ở bang chiến trường hơn một tuần qua. Ông ấy phải chăng đang đuối sức rồi sao? Không có bằng chứng nào cho thấy bà Harris đã gian lận bầu cử hoặc chỉnh sửa ảnh đám đông ủng hộ. Truyền thông cũng đăng tải những video và hình ảnh cho thấy hàng nghìn người tập trung tại buổi vận động của bà ở sân bay bang Michigan. Một số nghị sĩ dân chủ gần đây bày tỏ lo ngại ông Trump có thể đang tìm cách đặt nền móng để phản đối kết quả bầu cử trong trường hợp thất bại trước bà Harris. Ông đã công khai nghi ngờ việc liệu bà Harris sẽ thay thế ông Biden tranh cử có hợp hiến hay không, thậm chí cho rằng đây là một cuộc đảo chính. Theo một chuyên gia kỹ thuật số và là giáo sư Đại học California cho rằng, ông đã phân tích bức ảnh và không tìm thấy bằng chứng về việc dùng AI để can thiệp, cũng như không phát hiện dấu hiệu bất thường nào. Ông David Fluffy, cố vấn cấp cao cho chiến dịch tranh cử tổng thống của bà Harris, viết trong bài đăng trên mạng xã hội X nêu rõ, đây không phải là những lời lẽ khoa trương kiểu tiểu thuyết âm mưu từ những ngóc ngách sâu nhất của Internet. Người đưa ra thông tin này có thể nắm trong tay mật mã hạt nhân và chịu trách nhiệm về những quyết định sẽ ảnh hưởng đến tất cả chúng ta trong nhiều thập kỷ. Việc bà Harris đặt cược vào hướng tiếp cận đối lập đã được thể hiện rõ qua quyết định của bà khi lựa chọn ông Van là người đồng hành tranh cử. Sự tích cực thường xuyên của Thống đốc bang Minnesota có ý nghĩa quan trọng để tạo nên nguồn năng lượng mới cho những người ủng hộ và duy trì động lực mà bà Harris đã xây dựng sau khi Tổng thống Joe Biden đối mặt với sức ép trong đảng và những quan điểm ngày càng bi quan về khả năng giành chiến thắng vào tháng 11, rút lui khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng. Ông Van đã dành một tuần đầu tiên với tư cách là người đồng hành tranh cử của bà Harris để tới các bang vận động cùng bà, đồng thời nhấn mạnh đến điều mà ông gọi là khả năng nói về những điều tốt đẹp. Tổng thống Joe Biden thường kết thúc bài phát biểu của mình bằng việc nói rằng ông chưa bao giờ lạc quan đến vậy về tình hình đất nước. Tuy nhiên, ông cũng nỗ lực xây dựng chiến dịch tái tranh cử hiện đã khép lại của mình bằng cách gọi ông Trump là mối đe dọa hiện hữu với nền dân chủ. Tổng thống đã đưa ra những dự đoán ảm đạm về cựu Tổng thống Trump, cho rằng ông Trump sẽ bỏ những nguyên tắc nền tảng của quốc gia nếu ông quay lại Nhà Trắng. Chiến dịch của bà Harris vẫn dựa nhiều vào chủ đề tương tự, chỉ trích ông Trump là mối đe dọa với nền dân chủ, cảnh báo ông sẽ áp đặt các giới hạn khá khắc đối với việc phá thai và bỏ phiếu, cũng như sẽ tuân theo dự án 2025, một kế hoạch được những người có quan điểm bảo thủ hàng đầu ủng hộ nhằm tái thiết các khu vực lớn của chính phủ liên bang. Mặc dù ông Van khẳng định nụ cười có sức mạnh lớn hơn những lời lăng mạ, nhưng ông và bà Harris vẫn tiếp tục lên án ông Trump và việc kết án cựu Tổng thống Mỹ ở New York với 34 tội danh trong một vụ án dùng tiền bịt miệng, cũng như việc ông bị kết tội về các hành vi kinh doanh gian lận và lạm dụng tình dục trong phiên tòa dân sự. Tuy nhiên, ngay cả trước khi bà Harris tuyên bố ông Van là người đồng hành tranh cử, bà đã gợi ý rằng bà có thể khiến nền chính trị thú vị trở lại. Các bức ảnh do BBC Verify phân tích cho thấy, Nga dường như đang xây dựng các tuyến phòng thủ mới ở gần nhà máy điện hạt nhân Kursk trong bối cảnh quân đội Ukraine tiếp tục xâm nhập sâu hơn vào khu vực này. Một đoạn video được quay từ một phương tiện đang di chuyển và được BBC Verify phân tích cho thấy, máy móc hạng nặng ở cạnh một hàng đất dài chạy song song với đường E-38 nằm ở phía đông nam nhà máy điện hạt nhân Kursk. Việc so sánh ảnh chụp vệ tinh ở cùng một địa điểm vào ngày 6 tháng 8 và 10 tháng 8 cũng chứng tỏ rằng dường như có một tuyến hào mới được xây dựng ở vùng lân cận với tuyến phòng thủ gần nhất cách nhà máy điện hạt nhân khoảng 8 km.
Theo Kyiv Independent, quân đội Ukraine đã tiến gần hơn tới cơ sở hạt nhân này trong phạm vi 50 km. Nhà máy điện hạt nhân Kursk cách thị trấn biên giới Shuja của Nga gần 80 km. Shuja là một trọng tâm của cuộc đột kích biên giới ban đầu của Ukraine. Hãng tin độc lập IS Story của Nga ngày 9 tháng 8 đưa tin Nga đang chuẩn bị bảo vệ nhà máy điện hạt nhân Kursk khi quân đội Ukraine tiến sâu hơn vào lãnh thổ nước này. Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Rafael Mariano Grossi đã kêu gọi cả Kiev và Moscow kiềm chế tối đa để tránh xảy ra tai nạn hạt nhân. Theo ông Grossi, hai trong số 6 lò phản ứng hạt nhân tại Kursk đang đóng cửa, trong khi hai lò khác đang hoạt động hoàn toàn. Hai lò phản ứng còn lại đang được xây dựng. Tạp chí Forbes của Mỹ dẫn nguồn tin cho biết Ukraine đang đào chiến hào xây dựng các vị trí phòng thủ tạm thời ở các khu vực kiểm soát vùng Kursk. Phía Nga cũng có những động thái tương tự. Forbes lưu ý diễn biến mới nhất không có nghĩa là Ukraine từ bỏ tiến sâu hơn vào đất Nga. Ngược lại, đây cũng không phải là dấu hiệu Nga dừng phản công. Nhưng điều này cho thấy Ukraine lần đầu tiên bộc lộ ý định muốn kiểm soát các vùng lãnh thổ Nga ở Kursk lâu dài, có thể nhằm mục đích tạo đòn bẩy trong các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai. Nga hiện có lực lượng quy mô 48.000 binh sĩ ở khu vực biên giới đông bắc Ukraine, nhưng phần lớn lực lượng đã được triển khai ở mặt trận Kharkiv. Theo đánh giá của Trung tâm Chiến lược Quốc phòng Ukraine có trụ sở tại Kiev, lực lượng tác chiến phía bắc của Nga đang huy động 10 trong tổng số 11 tiểu đoàn tới khu vực giao tranh ở vùng Kursk với quy mô khoảng 4.000 binh sĩ. Đây là lực lượng Nga đóng quân ở khu vực biên giới giáp vùng Sumy của Ukraine từ lâu, nhưng không tiến công sang lãnh thổ Ukraine. Trong khi đó, đài BBC của Anh dẫn nguồn tin cho biết các lực lượng Nga đã bắt đầu xây dựng tuyến phòng thủ để tăng cường bảo vệ nhà máy điện hạt nhân Kursk. Tuyến phòng thủ mà Nga xây dựng cách nhà máy khoảng 8 km. Hiện tại, mũi tiến công của Ukraine được cho là vẫn còn cách nhà máy điện hạt nhân Kursk khoảng 50 km. Chưa có dấu hiệu nào cho thấy Ukraine có thể kiểm soát nhà máy này. Tuần trước, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, ông Grossi kêu gọi Nga và Ukraine cần kiềm chế tối đa để tránh xảy ra sự cố về vấn đề hạt nhân. Tổng thống Nga Putin tổ chức một cuộc họp riêng với các quan chức cấp cao về tình hình vùng Kursk. Phát biểu trong cuộc họp hôm 12 tháng 8, ông Putin nhận định bằng việc tấn công vào lãnh thổ Nga, Ukraine đang cố gắng cải thiện vị thế trên bàn đàm phán. Tuy nhiên, bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào với Ukraine đều là không thể. Chừng nào lực lượng nước này còn tấn công nhằm vào dân thường và đe dọa các cơ sở hạt nhân, ông Putin nhấn mạnh. Ông Putin cho biết rõ ràng là đối phương dựa vào sự hỗ trợ của phương Tây đang mong muốn cải thiện vị thế trong các cuộc đàm phán tương lai. Nhưng làm sao chúng ta có thể đàm phán với những kẻ đang tấn công bừa bãi vào dân thường, các cơ sở dân sự và đe dọa hạ tầng năng lượng hạt nhân? Theo ông Putin, bằng cách tấn công vào vùng Kursk, mục tiêu của Kiev là chuyển hướng sự chú ý của Moscow khỏi khu vực Donbass, nơi mà quân đội Nga liên tiếp giành được những bước tiến trong vài tháng gần đây. Theo ông Putin, khi tấn công vào vùng Kursk, Ukraine cũng sẽ làm suy yếu tinh thần của người dân Nga, nhưng kết quả hoàn toàn ngược lại. Dòng người tình nguyện đăng ký gia nhập lực lượng Nga ngày càng gia tăng. Theo ông Putin, mục tiêu chính của Moscow hiện nay là đẩy lùi lực lượng Ukraine ra khỏi lãnh thổ Nga và ông giao nhiệm vụ này cho Bộ Quốc phòng. Theo Reuters, lực lượng xâm nhập của Ukraine bao gồm một lữ đoàn được trang bị tốt nhất, tuy nhiên họ cũng không tránh khỏi thiệt hại. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng xâm nhập của Ukraine đã tổn thất khoảng 1.600 binh sĩ và 200 xe thiết giáp. Trong cuộc họp hôm 12 tháng 8 với Tổng thống Putin, ông Alexei Siminov, quyền thống đốc vùng Kursk cũng đã thông báo tình hình thực tế ở khu vực này. Theo ông Siminov, lực lượng Ukraine đang kiểm soát 22 khu vực định cư, tiến sâu 12 km và phân tán trong một khu vực rộng khoảng 40 km vuông ở vùng Kursk. Số phận của khoảng 2.000 cư dân và 22 khu định cư do lực lượng Ukraine kiểm soát vẫn chưa rõ ràng. Ông Siminov cảnh báo. Theo ông Siminov, giao tranh ở vùng Kursk không có chiến tuyến cụ thể. Điều này gây khó khăn trong việc xác định vị trí của lực lượng Ukraine. Việc Ukraine liên tục vi phạm làn ranh giới đỏ của Moscow đã đặt câu hỏi về khả năng đáp trả của người Nga trong việc thực hiện các mối đe dọa được lên tiếng nhiều lần. Tạp chí Chính sách Đối ngoại của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 11 tháng 8 có bài phân tích về việc quân đội Ukraine xâm nhập vào lãnh thổ Nga và cho biết sau 4 ngày giao tranh ác liệt ở khu vực Kursk của Nga, vẫn chưa rõ liệu lực lượng vũ trang Nga có thể ngăn chặn bước tiến của quân Ukraine ở đó hay không. Việc quân Ukraine xâm chiếm khu vực này của Nga là chiến thắng lãnh thổ lớn nhất của Kiev kể từ cuộc phản công thành công ở khu vực Kharkov và Kherson vào mùa thu năm 2022. Trước đây đã có cuộc tranh luận sôi nổi ở Washington, Berlin và trên các phương tiện truyền thông về làn danh đỏ có thể có của Điện Kremlin. Nếu vi phạm có thể dẫn đến thế chiến thứ ba và chiến tranh hạt nhân.
Một trong số đó là việc chuyển xung đột sang lãnh thổ Nga, nơi được quốc tế công nhận về mặt pháp lý với sự hỗ trợ của vũ khí phương Tây. Theo chuyên gia phân tích Viện Quan hệ Quốc tế Thụy Điển, điều sau đã xảy ra đó là quân đội Ukraine đã tiến vào lãnh thổ Nga. Ông tin rằng lần này lực lượng vũ trang Ukraine đã thể hiện khả năng thực hiện những bước đi bất ngờ. Ấn phẩm nhấn mạnh rằng những gì đang xảy ra ở khu vực Kursk là trường hợp đầu tiên như vậy kể từ Thế chiến thứ hai, khi quân đội nước ngoài xâm chiếm khu vực đó. Hơn nữa, Mỹ và EU thực sự đã hỗ trợ Ukraine khi thông báo cho nước này về quyền tiến hành các hoạt động như vậy. Đồng thời, Washington và Brussels nói thêm rằng họ không biết gì về kế hoạch của Kiev liên quan đến khu vực Kursk của Nga. Hơn nữa, phương Tây không cho phép lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng một số loại vũ khí của họ viện trợ trên lãnh thổ Nga. Cuộc tấn công của quân đội Ukraine vẫn đang diễn ra và Kiev hầu như im lặng về những diễn biến. Hiện còn quá sớm để nói về những mục tiêu chiến lược mà Ukraine hy vọng đạt được. Theo một trong những giả định, người Ukraine muốn nhanh chóng kết thúc cuộc xung đột, tức là ép Moscow ngồi vào bàn đàm phán.